Sao? Chào hai cô. Thưa huynh. Hả? Chào thưa huynh. Ừ, chào chào xí muội. Chào chuyển mưa. Rồi thế huynh sợ đồ của Rosa muội bị ướt nên huynh lấy vô cho Rosa muội nè. Cảm ơn thưa nha. Không có chi. Cái đó là nghĩa vụ của mình mà. Chị nhỏ. Làm cho huynh. Làm cho Ro đi nha, không có làm cho bả nha. Nè thưa huynh. Hôm nay muội qua đây á, là muội báo cho huynh biết á, là muội thay mặt cho phường mình đó, báo cho huynh là cái cuộc thi sắp tới đó, nhớ không? Thi của phường mình nè. Là huynh thi với xí muội á hả? Đúng rồi. Thi gì ạ? Nam Dương hả? Với Hoa hậu hả? Bộ coi trên mạng thấy vừa rồi có thằng gì nó đạt giải Nam Dương mặc nó như Tôn Ngộ Không. Cái giờ ông mặc ông Trương Bát Giới ông đi thi hả? Tụi cái đàn ông nha em nhở. Như hai người rủ nhau đi thi. Nghe thì ghét. Để tôi vô tôi đi thay đồ ha. Tôi cũng đi thi ha, ha. Ai mời thi gì đâu thi. Gớm. Mà cái này huynh nói muội nghe nha, mình nói chuyện anh em bình thường được rồi, xả ba cái vụ đại ca với xí muội đi, tôi nghe kiếm hiệp tôi quải quá nổi gai ốc hết trơn trọi nè. Dễ thương mà. Xuyến uống ly nước đá cho hạ quả đi. Cảm ơn anh. À, ý Xuyến nói á là rủ tôi bắt cặp quýn cầu lông ở phường kỳ này hả? Dạ đúng rồi. Mình phải tập vợt thi cho nó đạt cái hiệu quả tốt. Mình hẹn lịch đi tập với nhau nghe. Anh thấy đẹp quá. Trời ơi, đẹp sao được anh. Ở trời Sài Gòn thời tiết 38-39 độ mà chơi cái màn thời trang thu đông. Thời trang này là cái gì đây? Thời trang khan thời tiết luôn chắc chết luôn. Đại ca, thực sự là ở trên phường họ đang mời một cái cuộc hội thi nhảy dây. Đại ca có thể nào đi với tiểu muội đi thi nhảy dây được không? Khi mà mình đi nhảy dây đó, mình sẽ mặc cái bộ đồ trang phục như vậy. Thiệt sự là cái bộ đồ này nó làm cho mình thêm phần hưng phấn về phần thể thao. Nó sẽ làm cho mình toát mồ hôi ra. Và mình mặc cái bộ đồ này nó sẽ làm cho mình khỏe mạnh. Ok. Ôi trời. Được, được. Anh tham gia với em. Dạ. Yeah. Vô mặc đồ liền. Hãy mặc một bộ đồ nỉ từ đầu tới chân. Mình ra trời nắng nóng 40 độ nó rất hợp với phong cách của chúng ta. Dạ. Yeah. Quỳnh. Ok. Anh nhận ổn định chứ? Anh bình thường chứ? Không, anh thấy bộ đồ này dễ thương á. Trời ơi, hai người mà mặc bộ đồ này mình thi nhảy dây nữa là nghĩ chắc là chắc Sài Gòn người ta trốn hết quá anh à. Đại ca, đại ca à, hãy vô thay bộ đồ gấp gấp nha. Đã thông ý của muội nói chưa? Nói chung tình hình là mình phải đi vô thay đồ để đi thi nhảy dây chứ hả? Ừ, cái gì mà ừ. Nè, anh đã hứa với tôi là anh thi đánh cầu với tôi rồi mà. Giờ chọn cái bộ môn nào hả? Quyết định liền liền đi chứ. Đi với đi tôi. Tụi. Phải đi với tôi. Phải đi với tôi. Đại ca, phải đi với muội. Muội là một cái người rất là dễ thương. Phải đi với muội. Đi với muội nghe rõ chưa? Đi với muội. Đã hứa với người ta rồi. Đi với muội. Đi với muội. Muội cho ăn kẹo xin với em. Ủa, Xuyến. Nay đi đâu mặc đồ đẹp quá vậy? Giống đi lễ hội quá trang quá vậy? Xíu mà đây kiếm anh đó. Kiếm tôi. Dạ. Kiếm tôi làm chi? Dạ. Ủa ai kiếm Thư vậy? Xíu qua kiếm tôi. Ủa xíu qua đây kiếm Thư cái chuyện gì vậy? Tôi kiếm Thư chứ tôi đâu có kiếm mấy người. À thì tôi cũng ở trong nhà này nên tôi cũng kiếm mấy người coi mấy người có chuyện gì với nhau không? Được không? Được không Thư? Được. Được không? Thư nha, Thư vừa phải nha. Tôi ở với Thư riết ở nhà mà Thư hẹn hò với ai là tôi thành hoàng Thư đó. Tôi hoàng. Trời ơi. Trời nóng đó nha, mà mặc bộ đồ rần rần quá à. Trời ơi, nóng mồ hôi mồ kê kìa, mồ hôi nhễ nhại, tùm lem tùm la. Ừ, tôi lau cho tôi lau mặt cho, tôi lau cho. Tôi lau cho. Tôi lau mặt thì chỗ mặt nhất lum la kìa. Sao xích ra đi, tôi đi kiếm Thư chứ đâu kiếm mấy người sắp sáp là tôi chi vậy? Sáp rồi sao? Trời ơi.
đẹp nè. Đó, lau gì là đẹp, chính xác. Yes. Trời ơi, Thư làm gì mà Thư nhìn tôi thấy ghê vậy? Nè, Thư. Trời ơi. Quá mà. Đâu có biết mẹ gặp quá trời tai nạn nghề nghiệp gì đâu. Nếu mà dùng sắc không được thì thôi mình dùng tài đi mẹ. Thấy mẹ cũng hát hay mà. Mẹ dùng giọng hát chinh phục chú Thư đi. Ha. Hát hả? Đúng rồi đó. Ờ. Giọng hát của mẹ là số 1 đó con. Đúng rồi. Số 1. Nè nè, nhìn mẹ hát đi nè. Luyện thanh lại mới được. Luyện lại. Con nước lấy giọng lại nè. Tự tin chưa? Tự tin rồi đúng không? Không phải. Uống nữa mẹ. Uống nhiều giọng giọng mới tốt được. Chiều nay còn mưa, sao em không lại ôi. Nhớ mãi trong cơn đau vui. Làm sao có nhau hằng lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa trên tầng lá đồ. Đúng rồi, trời hay quá. Uống nữa. Mưa còn rồi thằng mày khác trước á. Trời ơi. Không, tôi không còn yêu anh nữa. Ráng. Mẹ ráng nè, uống tí nước rồi hát. Con mệt quá vậy con. Hả? Mệt quá hả? Nước mà nó cũng không hết con. Dạ. Ủa, anh mới tới hả? Xuyến. Cứu à. Cô tới đây làm chi vậy? Ủa? Thì à, tôi qua đây nè. Tôi nghe anh Thư nói là qua đây nhà chị mới mua cái dàn máy karaoke hay lắm. Qua thì tụi mình tầm 5 tầm 7 thì hát cho nó vui. Chứ hai người không mà một trai một gái hát làm sao mà hay được. Phải có tôi thêm cái phụ họa giọng vô nữa nó mới hay. Trời ơi, sao tôi qua chị không vui vậy? Coi tôi là... hát trước. Xuyến hát đi. Ừ, hát chứ đi. Anh Thư. Anh lắng nghe em hát nha. Ừ, Xuyến hát đi. Trời ơi, Xuyến mà hát chắc là nguyên cái làng này sao Xuyến luôn á. Đảm bảo luôn nè. Xóm. Chị lấy giọng đi. Xong chị cho tôi hát miếng nha. Phố đêm. Không có vô. Xuyến bị sao vậy? Chị Xuyến hát không được đâu, chị đưa tôi mượn đi. Tôi thèm hát. Bên kia đi. Không, tôi đang thèm hát cái bài này. Dạ, của tôi. Tôi nói hát không có được đâu mà. Để tôi hát vậy nè. Đây nè, để tôi tìm cái bài của tôi coi cái bài nè. Ý, nó ra bài tôi nè, cái bài này tôi thích nè. Tôi người miền Trung nhưng mà tôi sẽ hát cái bài về miền Tây. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở tận cuối bản đồ Việt Nam. Chết rồi mẹ ơi, tôi đi gửi giấy mời lên phường rồi nè. Cái gì vậy? Giấy mời gì vậy? Ủa, Xuyến làm gì mà bị mời lên phường vậy? Đưa đi tôi coi coi. Trời ơi, hung tinh luôn. Trời ơi, bà bị nguyên cái phường nó tố bả luôn ông ơi. Dạ hả? Trời ghê quá, chị Xuyến ơi, chị ăn ở sao mà chị hát hòn sao mà nguyên xóm nó tố chị như vậy là không có được rồi. Trời ơi. Quá rồi, mình nói vậy là giờ. Trời ơi, bà hát sao mà để nguyên số người ta ta phản ánh. Có thái độ của Xuyến nó lạ lắm không? Không có nói mà cái miệng ngáp ngáp, tay chân múa mình lên quá vậy. Hát nhiều quá rồi cái dây thần kinh nói nó đang bị tổn thương thì nó làm cho chỉ như vậy đó. Không phải, tôi nghi ngờ cái hành vi của con Xuyến rất là lạ. Không ấy thôi, mình đưa cổ vô bệnh viện tâm thần đi. Mẹ sao rồi? Giờ sao vậy? Xuyến ơi, chị sao vậy? Sao Xuyến? Không
Không đâu. Không rồi, không đi. Chú cháu mình đưa mẹ con vô bệnh viện tâm thần đi. Đi đi đi. Đi vô bệnh viện tâm thần nha. Đi đi đi. Đưa đi vô bệnh viện tâm thần. Đi đi đi. Đi đi. Ngồi nó bình tĩnh để là tôi giải quyết cái vụ này. Làm cái gì mà ồn ào quá vậy? Alo, bác sĩ ơi.